quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới cho người yêu cũ, chồng kém tuổi phản ứng bất ngờ. Nữ ca sĩ chuyển giới lần đầu tiết lộ có cả mối tình đầu trong số 10 cặp sắp làm đám cưới tập thể. Hơn một năm sau đám cưới hoành tráng của mình, cuộc sống hôn nhân của công chúa chuyển giới Lâm Khánh Chi và ông xã vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt đúng với lịch trình đã tiết lộ từ trước. Năm nay, nữ ca sĩ và chồng sẽ có ngày kỷ niệm cưới kết hợp với việc tổ chức hôn lễ cho 10 cặp đôi cả trong và ngoài cộng đồng LGBT. Trước giờ diễn ra lễ hội cưới, Lâm Khánh Chi thoải mái chia sẻ về công tác chuẩn bị cũng như cảm xúc trước khoảnh khắc ý nghĩa này. Được biết, để thực hiện dự án khủng này, Lâm Khánh Chi đã phải tạm ngưng một hoạt động nghệ thuật trong những tháng qua. Vậy công tác chuẩn bị có vấp phải khó khăn nào không? Công tác chuẩn bị tương đối thuận lợi, tôi đã cố gắng hết sức được lễ cưới, được hoàn hảo nhất và hoành tráng nhất. Trong đó ekip đạo diễn đều là những người có tiếng như đạo diễn Quý Khang, thiết kế và trang trí Sang Minh Tấn. Điều khó khăn nhất có lẽ là không có nhà tài trợ đồng hành. Tôi không xin tài trợ vì đây là hoạt động cộng đồng. Chính vì vậy đây có thể xem là một cuộc chơi lớn của Lâm Khánh Chi. Lễ hội cưới cũng sẽ diễn ra vào ngày vợ chồng Lâm Khánh Chi kỷ niệm cưới. Vậy cảm xúc của chị lúc này khác gì so với đám cưới của mình? Thực ra nói về cảm xúc thì với tôi bây giờ rất khó tả, vì ngày tôi cưới đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, còn ngày làm lễ cưới cho mọi người lại là ngày hạnh phúc nhất theo một cách khác. Vì đã làm được một điều gì đó cho cộng đồng của mình, nhất là những người yêu nhau nhưng lại không có đủ điều kiện để cưới, tôi vẫn hồi hộp như lúc mình sắp lên xe hoa, nhưng cũng không quên dặn dò các bạn phải tự tin, luôn vui vẻ, vì đó là ngày ý nghĩa nhất. Bên cạnh đó, tôi còn chia sẻ kinh nghiệm ngày cưới của mình cho các em để họ đỡ bỡ ngỡ. Trong 10 cặp được chọn, có người là mối tình đầu của chị. 10 cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tập thể đều do đích thân chị lựa chọn. Vậy với chị, trong các cặp đôi này, đâu là người làm chị ấn tượng nhất? Mỗi cặp đều mang lại cho tôi một ấn tượng khác nhau, nhưng điểm chung nhất ở họ là những người biết vượt qua khó khăn, biết sống cho tình yêu của mình. Đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất. Họ dám công khai, dám tự tin đi tìm hạnh phúc cho chính mình bằng một lễ cưới, thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa? Tôi tin rằng 10 cặp sẽ là 10 câu chuyện truyền cảm hứng trong lễ cưới sắp tới. Thực ra trong 10 cặp này có một người là người yêu cũ, cũng là mối tình đầu của tôi cách đây 25 năm. Vì vậy khi tổ chức được lễ cưới cho cặp đó, tôi sẽ có một chút cảm giác khác biệt so với các cặp khác. Ông xã phản ứng thế nào khi chị vẫn còn giữ quan hệ tốt với người yêu cũ? Thực ra chồng tôi rất thoải mái và không nghĩ ngợi gì, anh ấy còn chơi thân với người yêu cũ của tôi. Ngay khi biết họ có ý định làm đám cưới, cả tôi và ông xã đều rất vui mừng, mong họ có được hạnh phúc. Không có nhà tài trợ với kinh phí dự tính ban đầu, chị từng chia sẻ khoảng 2 tỷ đồng, vậy con số này có phát sinh thêm hay làm cho chị áp lực hơn không? Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có phát sinh thêm, nhưng tôi chưa thống kê con số cụ thể. Tôi là người, nếu đã làm gì sẽ làm tới nơi tới chốn, phải làm cho thật hoàn chỉnh. Vì vậy, về chi phí có thể tôi sẽ tiết lộ trong hoặc sau lễ cưới. Và tất nhiên, khi đã làm một điều ý nghĩa, đặt toàn bộ tâm huyết sức lực vào đó, thì chi phí phát sinh thêm là chuyện rất thường tình và áp lực là luôn luôn có.